hơn 3 giờ chiều. Khoảng thời gian vốn là giờ cao điểm mua bán tại đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, nổi tiếng là chợ xe cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng không khí khá điều hiu. Sáng thì chiều đó là khách ai đâu mua đâu. Xe có 4-5 triệu rồi bác đi sang tên, rồi chính chủ, rồi bác đi ra công chứng nữa là xe đâu mà mấy triệu bạc ai đâu mà làm. Không thấy nghĩ sao mà bỏ công sức đi chủ, nó đi làm nữa đâu có rảnh thời gian ở đâu mà bán 2-3 triệu đi cho ra công chứng, hai vợ chồng. Chứ không có hai vợ chồng giấy độc thân. Cùng chung cảnh ngộ, cửa hàng này trước kia mỗi tháng bán khoảng 40 xe, thì nay giỏi lắm mới bán được từ 4 đến 5 chiếc. Cái tình hình này á, thì trước giờ là chưa bao giờ gặp, nó còn thua cả cái tình hình dịch nữa. Dịch nó có thể bán lại ra nhưng mà tình hình cái thông tư mới ra là không bán được luôn. Hiện tại bây giờ là thu hồi cả vẹt, cả biển số, bắt buộc cả chủ cũ đi. Nhưng mà chủ cũ thì bây giờ mình tìm đâu ra. Cái xe mình mua về mình bán liền á, mình nhờ chủ á, đôi lúc chủ cũng không muốn đi nữa. Công ăn việc làm của người ta. Tính trung bình mỗi ngày, tổng tiền thuê nhân viên, tiền mặt bằng cho một cửa hàng như thế này tốn khoảng 2,5 triệu đồng. Một tháng là 75 triệu. Nhiều cửa hàng chấp nhận lỗ, giảm giá từ 5 đến 10 triệu đồng cho một xe, nhưng vẫn không có người mua. Kéo dài là thua luôn á, chị bán không được luôn á. Bán được thì chắc thì đổi chuyển nghề khác. Chắc cái nghề bán xe này, có ai đâu mà mua xe đâu mà bán. Nếu mà tình trạng này nó kéo dài khoảng tầm mấy tháng nữa thôi thì bắt đầu nó chi phí. Tiền bắt đầu nó rút lại hết thì bắt đầu bước đường cùng là phải rút thôi. Những chiếc xe đã quá bóng bẩy vì suốt ngày được lau chùi. Trong bối cảnh người bán hàng không thể làm gì khác. Và họ cũng sẽ không thể tiếp tục cầm cự theo cách này nếu tình trạng ế ẩm vẫn tiếp tục kéo dài.